Ông bà ngoại cháu ở Việt Nam xin cảm ơn ông bà nội của Anthony. Chúc gì? Chúc ông bà nói đi. Để tao đi nó dịch từng câu. Con nói cảm ơn ông bà nội, cảm ơn. Ok. Ông bà Việt Nam cảm ơn ông bà nội của Anthony ở Phần Lan đã có món quà rất là thân thiết. Hàng ngày là ông bà Việt Nam sử dụng nó, là luôn nhớ đến ông bà nội của Anthony ở Phần Lan. Ông rồi. Bà ngoại cảm ơn. Con nói là ông bà cháu cảm ơn ông bà. Nó tiếng Phần Lan mà. Muốn Việt Nam in. Nói để ông bà cháu bên đây hiểu. Nói to lên. Xong nói là hàng ngày ông bà cháu sẽ dùng cái khăn này. Vô cà phê rồi. Dạ, để nhớ ông bà. Nhớ ông bà ở Phần Lan. Nói tiếng Phần Lan à? Không thích gì một tí nào cả. Ok, xong cuối cùng là cảm ơn thôi. Kitos palion miu ki. Cháu ngoan nha. Cháu ngoan về. Trò chuyện.